TV xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Nguyên TV sẽ đi dạo thành phố Thủ Đức và thành phố Sài Gòn các bạn ạ. Thì thành phố Thủ Đức cũng nằm trong thành phố Sài Gòn thôi, thì mình gọi chung là Sài Gòn và những con đường. Mình đi những cái con đường nào đẹp chia sẻ với các bạn nhé. Đây bắt đầu từ bên Bình Dương vào Sài Gòn, đây là điểm đầu tiên của Sài Gòn các bạn nhé. Bắt đầu là vào đường Phạm Văn Đồng này. Bây giờ mình sẽ đi vào đường Kha Phạn Cân các bạn ạ. Rẽ trái vào đường Kha Phạn Cân nha. Đường Kha Phạn Cân này chạy thẳng sẽ đến chợ Thủ Đức đấy. Trước mắt mình là chợ Thủ Đức đây, cũng là ngã năm Thủ Đức luôn các bạn. Bây giờ mình vào đường Võ Văn Ngân. Đường này là đường trung tâm của quận Thủ Đức cũ đấy các bạn. Tiếp đến mình rẽ vào đường Đặng Văn Bi. Đường này chạy thẳng cũng ra được xa lộ Hà Nội. Thank you.
đây là mình chuẩn bị đến ngã tư Bình Thái này các bạn. Trước mặt mình là ngã tư Bình Thái nha, một cái ngã tư rất là lớn và đông đúc, hay xảy ra kẹt xe ở đây. Mình qua bên này là đường Đỗ Xuân Hợp, cũng là một cái đường trung tâm của quận 9 cũ. Bây giờ sẽ chia sẻ với các bạn cảnh trời mưa ha. Đây đường mưa của xa lộ Hà Nội đây các bạn. Rất là mù mịt ha. Đây là cảnh mưa của đường Đỗ Xuân Hợp này. Mù mịt quá. Đây là một con đường đầy những hoa phượng các bạn, nhưng mà trời mưa không nhìn thấy gì, cũng là sập tối nữa rồi, nhìn không rõ lắm. Rồi tiếp theo là trời nắng, mình đi từ đường xa lộ Hà Nội từ Suối Tiên đi về phía Sài Gòn các bạn nhé, về phía cầu Sài Gòn này. Hôm nay là một ngày nắng đẹp này, bắt đầu lên dốc thì sắp tới là tới ngã tư Thủ Đức rồi đấy, mình chạy thẳng sẽ đến cầu Sài Gòn. Thank you.
Đây lại một góc nữa của ngã tư Bình Thái đây các bạn. Rất là nhộn nhịp ha. Và đây là một góc ngã tư Bình Thái khác của đường Đỗ Xuân Hợp nhìn ra đây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi trên đường Phạm Văn Đồng nhá. Vào một buổi chiều hoàng hôn đấy, có hơi lất phất mưa bay một tí, trời cũng sắc sẩm tối rồi. Hoàng hôn rất là đẹp ha. Đây là những cảnh thường thấy nhộn nhịp vào những buổi chiều ở trên đường Phạm Văn Đồng đây.
mặt mình đây là cầu Bình Lợi nhá. Mình đi qua cầu Bình Lợi này là sang thành phố Hồ Chí Minh rồi, là Sài Gòn đấy các bạn. Đến khu này chạy thẳng sẽ là ra sân bay các bạn ạ. Đường phố đã lên đèn rồi, nhìn là sầm uất rồi đấy. Và video hôm nay cũng đã dài, mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.